nó không có có bị rơi gì vô đâu. À, nó ra cái ô để mình nhập nhập liệu hả? Rồi tắt tắt cái simulation lock đi, tắt cái đó đi. Rồi bấm vô cái debug, bấm vô debug ở trên rồi, ở cái thanh menu ở trên của phần mềm đó. Ở phía trên cái thanh tab đó, cái chữ debug, debug. Rồi. Coi cái chỗ mà virtual terminal cái cuối cùng đó, thấy không? Virtual đó, đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Rồi ok rồi đó. Rồi tắt đi, chạy lại đi. Tắt dừng chạy lại đi. Dừng dừng rotate. Bấm dừng rotate đó, chứ không phải dừng cái chia sẻ rồi. Bấm chạy lại đi. Đó, Dạ ok rồi. rồi đó.